hôm nay mình tiếp tục quay cho các bạn xem con Hitachi EX-K35 ha các bạn. EUG-X này. Đây, con này dập. Đó, mình quay mới ra nghề mấy bữa các bạn. Hôm nay thì cách từng cái gì? Hơn từng à. Xe phà mới hết luôn các bạn. Mấy cái bát thì nó xương ha, im ha, đưa lại nó trúng cây nó không bể. Sáng giờ nhiêu gầu rồi? Chơi gai cho tàu. Trời cũng mưa.
chè, kế bụi chè. Dây điện đó cô ơi, dây điện đó. Đứng dài dài đắng lại uống phê chơi.